communication central midfield for Leicester. Cramaric leaves the ball for one of his teammates. And Davy Blind just steps in, plays the forward pass. This is not an easy finish by any means from Robin van Persie. He talked about him trusting his instinct. He was back to his very best here. You see Cramaric just leaves the ball. You can't do that. There's a big question mark about offside here. Well, I'll tell you what, it's an emphatic finish from the Dutchman. On the half volley with his, well, supposedly weaker right foot. That is a brilliant finish. For you to score, make sure you're following up. Look at Valcao, he's busting a gut to close in on Mark Schwarzer. He's hoping for a mistake, he gets one. A brilliant work by Van Persie, unselfish work. Di Maria slightly wide, but Schwarzer will be unhappy he spilled that. But Valcao, that's all about attacking desire. He wanted that, he needed that. Schwarzer's error. Ir 3-0. Štai pagaliau pavyko atlikti perdavimą Filo Džonso link. Pastarasis prilietė kamuolį. Ten Blindas ir 3-0. Triuškinamas pirmajame kelnyje Lesteris. Ir kaip kalbėjome, na, sudėtinga galbūt rasti tų kelių prie varžovų vartų. Tačiau standartai yra tos situacijos, tos galimybės, kada jis išpildžius galima tiesiog palaužti varžovus. Na dabar matome, ne, visi tai Filo Džonsas lietė kamuolį. Vasilevsky, hậu vệ của Leicester đã dâng cao để tham gia vào tình huống tấn công biên vừa rồi. Một quả bóng mà sự khôn ngoan của Cambiaso đã góp phần vào tình huống tấn công biên có chất lượng và dàn xếp tấn công có ý đồ và chất lượng tốt nhất kể từ đầu trận thuộc về các thủ Leicester và gần như ngay lập tức họ có được bàn thắng. Marcos Rojo để cho đối phương vượt qua ở